Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu với quý vị một cái loại hoa có màu dễ thương và rất là dễ trồng, chịu hạn tốt, lên hàng năm, không cần chăm sóc nhiều. Và cái loại này nếu mà quý vị ở những nơi nào mà có nai mà nó phá vườn của quý vị thì quý vị trồng cái vùng này, cái cây này chung quanh cái chỗ quý vị trồng cây thì con nai nó cũng sẽ không vào, tại vì nai nó không thích cái hoa này. Thưa quý vị, đây là coneflower. Tôi không nghĩ là ở Việt Nam mình có cái hoa này nên tôi gọi nó là cúc hồng, dựa vào cái màu của nó. Thì thưa quý vị, trong khu vườn nhỏ của tôi thì hôm nay cái cúc hồng này nó cũng đã bắt đầu nở. Thì thưa với quý vị là cái loại này á, thì nó dễ trồng lắm, nó là loại lên hàng năm nha. Nên là nếu quý vị mà có đất nhiều á, quý vị trồng nó nguyên một đám luôn á, thì cũng rất là đẹp. Tôi ở phía sau cái chỗ mà tôi trồng cây ăn trái đó thì tôi cũng có trồng nó, tại vì cái khu này của tôi nó có nai đó quý vị. Nai nó vào nó ăn, nhất là tôi trồng những cây như là cà chua thì nai nó rất là thích. Do đó là tôi phía sau cái chỗ mà cái miếng đất trồng cây ăn trái của tôi thì tôi trồng nguyên một dọc của cái coneflower này luôn. Thì khi mà con nai mà nó đi vô cái ruộng cái chỗ mình làm đó, chỗ trồng cây á, mà nó thấy cái này thì nó né quý vị. Thành ra là cà chua của tôi không có bị nó phá hoại nữa. Thì đó là một cái kinh nghiệm của tôi xin chia sẻ với quý vị. Các loại này thì nó trồng bằng rễ cũng được mà trồng bằng hạt cũng được nha. Chẳng hạn như đây là cái hoa của nó nè. Quý vị thấy ở đây là bắt đầu cái này là cái hoa này nó bắt đầu nó đóng hạt rồi quý vị. Đó, nó đóng hạt. Thì cái đây là cái hạt của nó sẽ ra toàn là hạt ở đây. Thì nếu mà quý vị muốn mà trồng nhiều á, là quý vị cứ để cái bông này cho nó kết hạt, xong rồi mình cắt ra, rồi mình rắc xuống vào mùa thu cũng được quý vị. Đó, quý vị rắc xuống thì nó nằm đó, rồi cái sang năm cái nó lại lên thì nó lên rất là tốt nha. Cái này nó có màu hồng là cái màu chính của nó, nhưng mà rồi nó có màu trắng quý vị, rồi nó có màu đỏ, rồi nó có màu vàng, nó có rất là nhiều do người ta lai giống đó. Nhưng mà của tôi thì tôi trồng cái giống nguyên thủy này và tôi có rất là nhiều. Đó, xin giới thiệu với quý vị coneflower. Thì thưa quý vị, cái coneflower này á, thì ong, bướm rất là thích nó quý vị. Nhất là bướm á, tôi trồng cái hoa này vài hôm nữa khi mà cái hoa nó nở rộ thì bướm đến sẽ rất là nhiều. Đủ loại mọi bướm, đủ loại sắc màu. Và khi mà cái hoa này nó bắt đầu nó kết hạt đó quý vị, thì bắt đầu là chim... ở đây nó gọi là goldfinch, tức là giống như một hình thức nó con chim này nó lớn hơn chim sơn ca quý vị, mà nó có màu vàng nha. Cái chim chim đực, nó có chim trống, nó có màu vàng, nó rất là đẹp. Để tôi canh ha, thì khi nào mà cái hoa này nó nở nhiều á thì tôi sẽ, trước lúc đã cái mùa nở thì tôi sẽ cố gắng quay bướm với ong để quý vị xem, và đến khi nó kết hạt thì tôi sẽ cố gắng tôi canh để tôi quay cái con goldfinch nó tới để nó ăn hạt để cho quý vị xem. Con chim rất là dễ thương quý vị.